vừa qua tại trụ sở bộ công thương bộ trưởng trần tuấn anh đã chủ trì cuộc họp về dự thảo biểu giá điện được gửi lấy ý kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng với tinh thần cầu thị bộ công thương sẽ tiếp thu đánh giá ảnh hưởng xem xét đầy đủ và toàn diện các tác động để bổ sung hoàn thiện dự thảo gửi bộ tư pháp thẩm định trước khi trình thủ tướng chính phủ xem xét phê duyệt Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ, trong thời gian qua, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, xây dựng biểu giá điện cải tiến với 3 phương án. Sau hơn một tuần gửi lấy ý kiến, dự thảo đã nhận được nhiều ý kiến góp ý của các chuyên gia, đại diện các hiệp hội và người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt liên quan đến phương án 2A, 2B và phương án có lựa chọn điện một giá đây là phương án bổ sung mới lần đầu được đưa ra lấy ý kiến nên có ý kiến chuyên gia cho rằng phương án chưa giải quyết được mục tiêu đặt ra cũng như kỳ vọng của công chúng đối với phương án điện một giá Báo cáo tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, các phương án giá 2A và 2B mặc dù có ưu điểm như sẽ cho thêm khách hàng được lựa chọn biểu giá theo phương án một giá hoặc bậc thang, nhưng có hạn chế lớn nhất là không khuyến khích được khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, trong khi đây là một trong những chủ trương lớn của chính phủ và Bộ Công Thương trong thời gian tới là đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện. Vì vậy, Cục Điều tiết Điện lực xin ý kiến cho rút các phương án giá điện 2A và 2B tại cuộc họp đồng tình với quan điểm cần đảm bảo hài hòa quyền lợi của các đối tượng trong xã hội khi xây dựng cơ cấu biểu giá điện bán lẻ thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải nhấn mạnh thêm yêu cầu của việc cung cấp đủ điện đảm bảo giá điện hợp lý và minh bạch đây là điều mà người dân quan tâm nhất đại diện cho phía người tiêu dùng cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương cũng bày tỏ quan điểm không nên đưa ra các phương án điện một giá vào lúc này kết luận cuộc họp bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh hoan nghênh cục điều tiết điện lực và tổ chức công tác xây dựng biểu giá bán lẻ điện đã lắng nghe cầu thị trong việc xây dựng biểu giá bán lẻ điện để xin ý kiến các bộ ngành cơ quan và nhân dân bộ trưởng khẳng định việc xây dựng và hoàn thiện biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt mới là nhiệm vụ quan trọng và ý nghĩa đối với chính phủ, Bộ Công Thương, nhất là trong bối cảnh đời sống nhân dân đang bị tác động bởi tình hình dịch bệnh. Trên cơ sở nguyên tắc xác định giá bán lẻ điện thì phương án 2A, 2B và phương án điện một giá chưa phù hợp. Do vậy, Bộ trưởng đề nghị Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng tiếp tục chỉ đạo Cục Điều tiết Điện lực và các đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ những ý kiến góp ý của các chuyên gia, các cơ quan liên quan để tiếp tục hoàn thiện các phương án biểu giá điện mới, thực hiện đúng các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, giữ vững nguyên tắc và mục tiêu xây dựng biểu giá điện sinh hoạt về đảm bảo an sinh xã hội cho người nghèo và khuyến khích tiết kiệm năng lượng đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững